Chiều ngày 28 tháng 12, đại diện Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Vũ Quang phối hợp với Phòng Lao động Thương minh và Xã hội huyện tổ chức trao 100 xuất quà cho 100 hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai tại xã Đức Liên. Đồng chí Nguyễn Thiệu Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí Phan Hồng Yến, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, ông Thân Văn Viết, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh Vũ Quang lãnh đạo phòng lao động thương minh và xã hội huyện đến dự và trực tiếp trao quà cho các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng do thiên tai xã Đức Liên. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo huyện, lãnh đạo ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank chi nhánh Vũ Quang trao tận tay 100 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500 000 đồng cho các hộ gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi các đợt thiên tai bão lũ năm 2022. Với tổng giá trị 50 triệu đồng, các xuất quà là tình cảm của tập thể lãnh đạo cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh Vũ Quang dành tặng cho người dân địa phương, giúp chia sẻ một phần khó khăn, động viên người dân có thêm điều kiện ổn định cuộc sống sau thiên tai, nhất là thời điểm trước Tết Nguyên đán 2023.